Hello, xin chào các bác. Em Ngọc Quang xin được giới thiệu các bác lại cập bến những chiếc súp, những chiếc đẩy của JD các bác nhá. JD các bạn. Đây, những súp điện của JB. JD thì nó nhập JD. Đấy, một dòng thương hiệu của Tây Ban Nha. Hàng nhập khẩu các bác nhá. Dòng súp này em bán cực nhiều luôn. Cực chạy các bạn. Đây là 12P là bát 30. 15P là bát 40. Ở đây ạ. Bát 40 súp điện, một dòng súp dùng gia đình cực kỳ hay và độ đẹp, kiểu dáng đẹp cực kỳ các bạn. Rồi. Bóng liếng các bạn, hàng xịn hãng các bạn nhá. Không tội gì đi mua hàng nhái, hàng fake làm gì các bạn. Cứ chơi hàng xịn này mà chơi này, nó có mắc hơn một chút so với hàng trôi nổi hay với hàng fake. Hàng này hàng công ty chính hãng, nhập khẩu xịn sò. Súp JD các bác nhá. Em vừa chuyển ở kho về đây, mỗi loại 5-7 chiếc. Đấy. Em lại chuyển về để trưng bày trên vào gian hàng các bác nhá. Rất là nhiều. 5 triệu một quả và 7 triệu một quả. Đấy. Những sản phẩm. Và đây là những súp MultiVT này. MultiVT bát 40 các bác nhá. 40 bát 30. Anh em cũng chuyển cho trong kia cho nó gọn rồi, cất rồi các bác ạ. Còn bên này là súp của DB Acoustic, cũng bát 30, bát 40. Súp điện các bác nhá, súp hơi em có rất là nhiều. Còn bên trong kia là những dòng súp của Palamax, súp của BFA. Đấy, em toàn làm những hàng hãng thôi, hàng xịn các bác nhá. Hàng xịn của các hãng nổi tiếng. Vậy các bác có nhu cầu về những dòng súp, súp điện, súp hơi, đấy, súp điện, súp hơi của các hãng nổi tiếng trên thị trường và hàng chính hãng, hãy liên hệ với Ngọc Quang theo những số máy 0963179989 và 0975962167. Vâng, bên em xin được nhận hàng và giao hàng toàn quốc. Xin chân thành cảm ơn các bác trên mọi miền đã quan tâm và ủng hộ, và thông báo các bác có đủ các mức giá. Có cả những hãng bình dân thì rơi vào tầm khoảng 3 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Đấy là những dòng súp bình dân, những công ty nhỏ hơn các bác nhá. Và đây là những dòng nổi tiếng. Nổi tiếng thì gồm có JD, Multi, rồi thì DB, rồi Palamax. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.